Hi, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Lóc Quả nha. Thì hôm nay mình sẽ cập nhật cái app đó, Remitano cũng như là cái đồng Rinet nha các bạn. Mấy hôm nay á, thì khi mà Rinet cho mở bán, cho mở chức năng swap á, thì các bạn vào cái app Remitano á, thì nó bị đơ nha các bạn và nó không vào được nha. Và đội ngũ á, của Remitano cũng đã thông báo là họ đã báo trì. Mà hiện tại thì mình thấy họ đã báo trì xong rồi nha các bạn. Và bây giờ mình sẽ vào cái app Remitano coi thử nó hoạt động tốt hay không nha. Rồi sau khi vào cái app Remitano thì nó vào được nha các bạn, nhưng mà mình thấy hơi chậm hơn lúc trước, mà chậm vào chậm hơn trang web luôn. Và mình sẽ cập nhật cái giá cái đồng Rinet nha các bạn. Đầu tiên thì các bạn muốn swap á, thì các bạn bấm vào cái chữ swap bên dưới nè. Rồi ở phía trên á, các bạn chọn muốn các bạn muốn mua Rinet á, thì ở phía trên á các bạn chọn USDT nha, còn ở phía dưới thì các bạn chọn Rinet nha các bạn. Còn các bạn muốn bán Rinet á thì ở trên các bạn chọn Rinet, ở dưới các bạn chọn USDT để bán ra USDT nha. Nói chung các bạn muốn swap cái đồng nào á thì ở dưới là các bạn chọn cái đồng đó nha. Và hiện tại giá của nó là hơn 3.2 đô rồi nha các bạn, rất là cao luôn. Để mình đổi qua Việt Nam đồng cho các bạn xem bao nhiêu nha. Đây các bạn muốn đổi qua Việt Nam đồng thì các bạn bấm phía dưới là USDT và chuyển sang Việt Nam đồng xem thử giá nó bao nhiêu nè. Hiện tại là một Rinet là giá hơn 82.000 đồng nha các bạn, rất là cao. Khi nó bắt đầu mở bán 0.1 USDT á thì mình chắc chắn không có ai mua được cái giá 0.1 đâu các bạn. Vừa mở chức năng swap ra thì giá của nó tăng cái vèo lên là không trăm mấy luôn, đa số là mua từ không trăm mấy, nhưng mà lúc đó rất là lan luôn, mua không được luôn các bạn à. Và những ai mà nhanh tay á, thì có thể mua được là cỡ 0.8, 0.9 đô nha các bạn. Và nếu các bạn nào chưa biết rút tiền á, thì các bạn bấm vào cái hình người phía bên trái nè, rồi các bạn kéo xuống, các bạn bấm vào xác minh tài khoản nè. Đấy, tại đây nó có 3 cấp độ xác minh nè, xác minh số điện thoại là cấp 1 nè, xác minh tài liệu là cấp 2 nè, tài liệu là chứng minh nhân dân rồi đấy các bạn. Xác minh cấp 3 là xác minh ngân hàng nè, các bạn phải liên kết ngân hàng các bạn mới rút tiền hoặc là nạp tiền được nha, để mua bán cái đồng Rinet nha các bạn. Sau khi xác minh xong thì các bạn mới có thể swap được nha. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách mà nếu mà các bạn không vào được cái app Remitano thì các bạn vào trong web cho mình nha. Nhiều khi cái app nó bị bảo trì các bạn. Các bạn vào Google Chrome nha. Các bạn tìm kiếm cho mình Remitano nha. Rồi sau khi tìm kiếm xong thì các bạn bấm vào cái trang remitano.com nè. Rồi như vậy là do tài khoản của mình đã đăng nhập sẵn cho nên nó vào luôn nè các bạn. Nếu tài khoản của các bạn chưa đăng nhập á, thì các bạn bấm vào cái bạn đăng nhập nha. Trên web thì mình thấy nó chạy mượt hơn là trên app nha các bạn. Trên app nhiều người vào quá nó nghẽn mạng luôn các bạn. Nếu mình thấy swap thì các bạn lên web các bạn swap hay hơn nha. Và nếu mà để dự đoán về cái đồng giá của cái đồng Rinet này á, thì mình nghĩ là trong tương lai nó còn tăng nha các bạn, tăng cao luôn á chứ không phải là tăng thấp đâu. Vì nó là một con coi sàn, mình nghĩ với cái giá 3.2 đô này thì không không có là gì đâu các bạn. Nó phải tăng mà các bạn phải nắm giữ trong một thời gian dài nha, chứ còn nếu mà các bạn mà trader thì mình sẽ không nói ở đây nha. Mình chỉ nói với các bạn mà nắm giữ trong thời gian dài, mình nghĩ nó có giá từ 5 tới 10 đô là có thể nha các bạn, có thể trong trong năm nay luôn chứ không phải là năm sau luôn nha các bạn. Và các bạn lưu ý về giá của nó giúp mình nha. Nếu mà các bạn có mua thì các bạn mua ở thời điểm hiện tại nha. Tại vì nếu mà các bạn để gần Tết các bạn mua là mình nghĩ giá của nó sẽ xuống nha. Tại vì mà khi mà gần Tết á, ai cũng có nhu cầu về tài chính á, cho nên người ta sẽ xả để người ta lấy tiền nha các bạn. Cho nên lúc mình nghĩ là gần Tết giá của nó sẽ xuống nha. Còn nếu mà các bạn mua thì các bạn mua hiện tại luôn. Rồi các bạn những cái lời khuyên của mình á, là theo ý kiến cá nhân, quan điểm cá nhân của mình thôi nha. Còn các bạn nếu mà muốn đầu tư á, thì các bạn phải tham khảo từ nhiều nguồn tin tức khác nhau nha các bạn. Và các bạn nên nhớ là thị trường tiền điện tử á, là một thị trường cực kỳ rủi ro. Các bạn không nên đầu tư khi mà các bạn không có kiến thức về nó nha. Rồi nếu mà các bạn thấy video của mình bổ ích á, thì các bạn có thể like video của mình. Các bạn có thể đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận những tin tức mới nhất của mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.